anh nghe cây đấy của anh đây nhá. Đấy. Nhưng mà giờ hiện tại đang hết quả rồi, em đã cắt đi đang làm loạn độc mới này anh này. Đấy, độc lên xanh mướt đẹp chưa? Đấy, cây mini xinh luôn, thuần chợ rồi. Giá rẻ anh nhá. Hàng này thì chuyển phát được anh nhá. Đây em quay thêm cho anh một ít mini anh xem có ưng cây nào không nhá, em để rẻ cho. Đấy, cây này là cây số 1 nha. Đây là cây số 1 này. Cây này thì chậu nó tầm khoảng 15 cm, cao từ mặt chậu lên tầm khoảng 21 22 cm anh nhá. Đấy, thân co lắc này. Thân co lắc tự nhiên đẹp luôn. Giá rẻ cho các bác nhá. Cây này cây số 1 này. Đấy, đường cua chuyển của nó này. Các bác nhìn này. Đấy, gốc này. Đấy, đường cua chuyển cực mềm mại luôn. Dòng này nó đang đảm bảo quả trái cho các bác nhé. Vừa anh em ở ngoài có linh nó bảo quả cho các bác này. Cây số 1 này. Cây số 2 này. Đấy. Cây số 2 này. Cái chậu trong đấy chậu gốm 20 cm nha các bác nhé. Rộng thì tầm khoảng 17-18 cm. Đấy, một cái gốc lũa này. Cái phần này là phần lũa đẹp nhé. Đấy, lũa zin thép luôn. Các bác nhìn này. Lũa zin thép này. Cua đẹp này, hai thân cao từ mặt chậu lên rơi tầm khoảng 40 cm, lá cực đẹp luôn, mướt xanh cho các bác này, giao lưu giá hạt rẻ cho các bác, nào mà tiện gửi xe được thì giá cực sốc luôn, còn là bác nào chuyển phát thì khả năng em sẽ phải bỏ chậu, cái này cái số 2 anh nhá, đấy, lũa đẹp luôn này, bào hoa bào trái cho các bác, cái số 2 này. Cây số 3 này. Cây số 3 là hai thân nha các bác nhé. Hai thân này, thân thì to gần bằng ngón út của em này. Chiều cao nó tầm khoảng 20 cm này. Lá dòng chất lá đẹp luôn. Cây số 3 nhé. Cây số 1 này. Cây số 2 này. Cây số 3 này. Thằng nào cả lô thì em để ra rẻ. Cây số 4 này, cây này thì vẫn đang còn quả này. Qua này, cây này cũng chậu 20. Một dáng huyền. Cái bàn trà, đây vẫn đang còn sót quả này. Đấy, quả có đây các bác nhé. Cây số 3 này. À, 20 chậu rồi này, cái gốc nó tận đây cơ mà. Đi chạy đây, đấy, một dáng bàn trà này, cao cao lên đẹp. Đấy, quả trà các bác nhé. Đây là cái số 4 này. Cái số 4 này. 20 tầm khoảng 35 40 gần 40. Không còn đậu quá đấy các bạn. Cái số 4 này. Cái này cái số 5 này. Cái số 5 cũng là một cái chậu này, xinh này. Chậu chữ như vuông chữ nhật này. Vuông nhá. Rộng tầm khoảng 17 cm này. Chiều cao, chiều dài tán khoảng 2-30 này. Đấy, cái chân rễ này, một cái chân rễ thôi nhá. Cái này chân rễ đẹp luôn. Hai chân rễ. Chân rễ có xem. Đấy. Hàng này thì nếu chuyển phát em sẽ bỏ chậu. Còn nếu mà ở gần gửi đi thì sẽ gửi được cả chậu nhá, các bác nhá. Cây này cây số 5. Cây nào tán mịn đẹp. Làm cho các bác này. Cây số 6 này. Cây số 6 cũng là một cái chậu tráng men. Thân cực già luôn. Hàng này hàng co lắp tự nhiên. Tàn nó từ tầm khoảng 30. Rộng tầm khoảng 20, cao từ mặt chậu tầm khoảng 20 các bác nhé. Đấy, các bác nhìn dăm cành như thế này cơ mà. Nuôi bao giờ được một cây già như thế này. Cây già này thì nó chơi hoa chỉ trái đẹp luôn chứ không phải như cây lon. Cây lon này không có hoa có trái đâu. Mà cây già cốt này thì sẽ có hoa có trái. Hàng này hàng Phú Yên sông Cầu, em nhập từ trước Covid nên là nuôi để bán rồi. Giá hữu nghị.
cái này cây số 6 này. Cây này nó lạ tí nào lấy cho các bác. Hoặc là thử một cây này nhá. Cây này cây số 7 đi. Cây số 7 này. Cái chậu này chậu đẹp của nó này. Cây số 7 này. Chiều rộng của chậu, dài của chậu khoảng hơn 20, 20 một chút. Chiều ngang thì khoảng 17 18, cao từ mặt chậu tầm khoảng 20. Một cốt 3 thân. Đấy, một cốt 3 thân anh các bác nhé. Cây này cây số 7 này. Cây số 8 xinh xinh bé bé này. Cây số 8 này. Cái chậu bé xinh này để bàn trà đẹp luôn. Cái này rộng tầm khoảng 17 cm, cao tầm khoảng 20. Đấy, cái này xinh xinh để bàn trà nhẹ nhàng. Cái này rộng tầm khoảng 17 cm, cao tầm khoảng 20. Đấy, cái này xinh xinh để bàn trà nhẹ nhàng. Cái này cây số 9 này, một cái chậu vuông cao này, cao tầm khoảng 15 ấy. Đấy, tán bay nhẹ nhàng, cũng là một cái hàng chân rễ một củ luôn. Cây số 9 các bác nhá, để chọn thêm một cái nữa đi. Cây tông cao nhá. Tông cao này hơi ngại. Còn đây các bác một cây tông cao này. Cây số 10 đi. Cây số 10 tông cao. Cao từ mặt chậu tầm khoảng 40. Cũng là một cái chậu vuông cao. Đấy, một cột trực lên nên là hai thân. Đấy, cò lắc tự nhiên luôn các bác nhé. Hàng khai thác già chát luôn. Hàng này thì về thì nó quả nó sẽ khác so với các bác mua cây phôi rồi. Về các bác nuôi thì dòng cảnh nó sẽ không được giá này. Cây số 10 các bác nhé. Vừa anh em thì ở Đông Triều Quảng Ninh các bác nào cần thì có thể liên hệ theo số Zalo trên màn hình đấy luôn, hoặc là em đọc luôn là 0936808900 các bác nhé. Hàng em đi đơn cọc hoặc chuyển khoản thôi, có thể gửi xe.